À, xin chào mọi người nha. Bây giờ cháu Lô sẽ chơi giới thiệu một trò chơi mới. Thằng Super Mario No Lego mà nó có pin, nó liên kết với máy điện thoại thành một trò chơi. Có liên kết máy điện thoại. Hồi xưa Lego thì không có cái này, bây giờ nó có luôn cả cái liên kết điện thoại luôn. Rất là hay nha. Này là cháu nó đề nghị chị nó, cái bạn của chị nó mua quà cho nó. À, Super Phong Photo Oui, vas-y. hả con? Prends photo par là. Prends photo. C'est ça? À, đây là Ah. quà Giáng sinh mà chị Leo, Emilin và bạn trai là Roman tặng cho Leo đây. À, bây giờ hay không? Cái đồ logo nó chế luôn cái đồ liên kết với lại cái điện thoại di động và tạo thành một cái trò chơi rất là hay, và Leo tự là làm lấy. C'est joué que Emilin et Roman, le copain d'Emilin, ma fille, l'a offert à Leo. C'est joué, c'est un logo. Qui s'appelle comment le logo, Léo? Lego ma Super Mario. Léo Super Mario. Et ça, Léo crée lui-même les jouets. Et jouer avec, connect avec le téléphone, comme le vrai dans le truc. C'est marrant. Giỏi quá. C'est bien. Ça, c'est gagné, là. À, donne le point, là, c'est ça? Ah oui. Coi như là cho được bao nhiêu điểm. C'est le point, c'est ça, Léo? Oui. À, c'est bien. Quá. Il y a chasse au trésor. Et faire ça. Ouais. À, dạ. À, hay thiệt nha. Được chưa? Còn mẹ thì khi xong thì cho tiền, muốn thích mua gì mua cho nó dễ. Bây giờ nó lớn rồi, đồ cũng kén lắm, đồ chơi rất là kén. Hay quá hả? Il Ça a marche. bougé les yeux. Ouais, cái mắt nó lung tay rồi nè, dễ thương quá. Mà vui lắm. Không gian quá. Et comment si tu gagnais comment? Ah, maman, regarde ça. Oui. Hein? Oh, qu'est-ce que tu fais? Làm gì mà lắc vậy? À! Oui. Lắc cái thằng, cái mắt nó giống như là nó bị nó quay vòng vòng. Sao mà không? Dễ thương á. Sao không? D'accord. Il va dormir. À, là đó mẹ, cảm ơn. À, ru nó ngủ rồi hả? À, oui, il fait les yeux dormir. À, nó làm này, c'est bien ça. Làm hay ghê không? Wow, lắc lắc hồi đi ngủ thiệt. Wow, c'est bien ça, mignon. À, ngủ làm giò. Cò, cò. À, oui, là cái váy ấy. À, giờ thức dậy đây. Chà, les yeux tout noir là, c'est quoi ça? Léo. Yeah, démonstration. Cho mong coi coi. À, vì cái thằng này nó có cái cảm nhận, mỗi cái màu sắc thì nó tạo một cái cảm nhận khác nhau. Vert c'est quoi? Les contents quoi? Jaune. À, mỗi cái màu sắc nó cảm nhận gì? Jaune c'est quoi? Bleu c'est quoi des classes? À, mỗi cái đục màu sắc là nó một cảm nhận khác nhau. Màu tím là thuốc độc. À, màu tím là thuốc độc. Ngộ ha. À, màu đỏ là cái gì? La rouge c'est quoi? La rouge c'est quoi, Léo? La rouge n'est pas content. À, le feu. À, nóng. Feu nóng nó hiện lên. Mỗi cái màu sắc nó hiện một cái mặt khác nhau. Ngộ không? Màu blue là gì? Glace. Màu xanh. Màu xanh dương là glass. À, lạnh. Lạnh. À, ok.
Mais ça, c'est bleu aussi, non? C'est pas la même? De l'eau. Ah, l'eau. Ah, màu xanh dương đậm là màu l'eau. Ngộ ha. Đúng là mình mấy một cái trò chơi thông minh quá. Logo mà thông minh nữa. Ngộ quá ha. Ồ, thiệt tình. Mới lần đầu mình mới thấy. Ngộ ha. À, hay thiệt. Mỗi cái màu sắc nó tạo một cái khuôn mặt khác nhau. Nó nhận được màu sắc này giỏi thiệt. Bây giờ, thật là văn minh ha.